Mùng 5 tháng 5, cả nhà ơi, mùng 5 tháng 5 hôm nay các bạn làm gì ạ? À? Mình làm những món này nè cả nhà ơi, mình sẽ cúng ông bà nha. Đây, mình sẽ cúng ông bà. Con vịt hai con. Gà xào sả ớt, thịt kho trứng, bò kho. Ủa, quả hầm mình múc ra rồi. Cái này thịt thịt hầm với lại khoai môn, nấm đông cô. Đó, những món mình cúng ông bà nha cả nhà. Giờ biết cúng mình nha. Hello cả nhà, hôm nay là mùng 5 tháng 5 nha. Còn ở trên là ngày mùng 3 tháng 6 rồi cả nhà, là nửa năm Tết Nhâm Ngọ rồi cả nhà. Ai cũng về với gia đình hết trơn, nói chung là mà tất cả mọi người đều về gia đình. Còn cái mình cũng vậy, cái mình không có về nhưng mà ở Sài Gòn với gia đình. Còn về mẹ thì mình gửi đồ về thì kia là nấu này nấu kia để đổ bánh xèo rồi cho gia đình ha. Nói chung là sẽ chúc cho quý vị là nửa năm nay ai cũng phát tài phát lộc và luôn bình an trong công việc, giàu sang phú quý vạn sự như ý nha. Mùng 5 tháng 5 cả nhà ơi, hôm nay cái mình chỉ có làm đơn sơ mấy món thôi à, quay cả nhà xem nha. Đây, này là mua chợ nha, mua chợ nha, heo quay đặt luôn hai con, ấy quên, xin lỗi, vịt quay, hai con vịt quay nha, đó, hai con vịt quay nha cả nhà. Còn mình đặt hai chỗ, thử coi ngon cái nào ngon mốt mình ủng hộ mình ăn. Đó, giờ mình chuẩn bị cúng nè. Và sau đó mình sẽ quay tiếp nha. Quay tiếp nha, quay tiếp nha. Ở đây là nấm rơm, nấm cháo gà, nấm tỏi chút xíu mình sẽ làm kiểu như nó là nhiều bến tiêu. Kho sả, so kho gà, xào sả ớt. Còn một con vịt nè, nó vịt một chút xíu mình ăn riêng. Còn cái cúng, cúng là riêng nha, mình ăn là riêng nha cả nhà. Còn đây là cái nồi sườn nấu với lại khoai môn. Đây, sườn nấu với khoai môn nha cả nhà. Bây giờ cái mình chín hết trơn nè, cái mình lấy riêng nè, để vô nè. Cái này thành phẩm nghe cả nhà. Sườn nấu với khoai môn nha. Cái này ông bà thích ăn cái này lắm. Ngày xưa ở quê á, mẹ mẹ nấu là hay có món này nè, rất là thích luôn. Thích dữ dằn lắm. Em hay chỉ có là nấm đông cô nè, với lại khoai môn nhỏ nè, với củ hành nè, củ cải trắng nè, và với lại tiêu xanh nếu mà có vị, với củ hành tím mà cả nhà, nó với nước dừa, nước dừa tươi tuyệt vời lắm. Còn cái nồi mà bò kho này thì nấu hôm bữa rồi, mình để tủ lạnh nè, nó để riêng để mình cúng nha, để tủ lạnh nè, sôi lên mở nè, khi nào sôi lên mình rồi một món năm chắc chắn là khổ qua hầm nha, chắc chắn là cái gì ha, khổ qua hầm, khổ qua hầm với lại thịt kho nè. Cái này không mình để riêng hết trơn á, bò hầm kho xong để riêng nha, để mình cúng nha đó, để mình hầm là mình cúng thôi chứ mình không có đụng 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 chạm gì trong đó hết á. Sườn non ở trước cửa nhà ta bán luôn á, ngon lắm, ngon cả nhà ơi, cả nhà ngon không, một năm tháng năm vui vẻ nha cả nhà ơi. Đây đó, như là Tết nửa năm thì có bị làm đầu tóc mặt tối luôn, nói chung là suốt suốt xuyên suốt mình có thời gian. Đây thì nửa năm rồi, mình thấy nửa năm trôi qua thì nó rất là an toàn cho mình rồi, mình khỏe, mình được may mắn là mình an toàn phải không quý vị? Dạ. Đó, một chút xíu được một con vịt này này các mình sẽ chặt riêng ra nữa, chặt riêng ra một ăn riêng nữa. Còn kia mình cúng nha. Đó, cúng cái chưa chưa mình lấy, còn vịt này chút mình ăn sáng. Dạ. Chứ không phải mình cúng mình đang ăn mình sao mình cúng cái nhà. Nấm rơm ngon nè. Nấm rơm ngon tuyệt vời, để nấu hai con gà. Nấu cháo gà cả nhà ơi. Chiều nay các mình sẽ qua nhà của anh Tuấn Kinh Đô, anh bạn các mình á, các mình làm bánh xèo bột hương xưa á, làm cho 30 người ăn nha. Dạ. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nha, và luôn bình an trong công việc. I love you cả nhà ơi. À mà quên nữa, mình chào mình quên, mình còn làm gà xào sả ớt nữa nha. Gà xào sả ớt nữa cả nhà. Bắt cái chảo lên cho bây giờ xào sả ớt nha. Đây, một tay làm, một tay bế, một tay quay. Tỏi với lại tỏi với hành tím mình băm ra rồi, thơm rồi cả nhà. Sả mình sẽ để vô một nửa nha, một nửa một chút xíu nữa, gà sắp chín mình sẽ để vô nó sẽ thơm rồi cả nhà. Tao lên ăn cho thơm nha, mũi là mạnh lên cho thơm. Đây nè, ở đây là có củ hành tím nè và gà nghe, gà mình chặt ra rồi đó. Này một con gà cái nhà, ở nhà có 4 người. Hôm nay ở quê mẹ cái mình cũng đang làm bánh xèo với lại gà luộc nữa cả nhà.
đứa em nó quay cho cái mình xem. Đó, năm nào cũng về, năm nay cái mình cũng về, tại vì chiều nay cũng có một show, trưa nay có một show. Thành ra mình phải trách nhiệm của mình kiếm tiền cho mình lo gia đình. Quay ngon không? Hay là thấy ngon không? Rồi mà kho là nó mình kho gì đó để một bên một chạm mà trả được 6 kg 6 kg 7 kg gì đó, mà sau đó mình sẽ đi dành ra nó chứ bò kho mua là 70-80 kg cái nhà thấy mình kho rồi đó. Cái nồi là xưa là mấy cái mình đã quay rồi nè, sườn non nấu với lại anh thay môn, món này ngày xưa mẹ cái mình chỉ nè, ngon. Rồi đã thơm rồi, mình sẽ thả vô nha. Không thì mình lấy huyết ra đi. Mình lấy huyết chung đây. Nắp để huyết làm sao. Huyết đi gan nè. Đó là mình thả vô nha. Rồi ngon hơn nè. Gần nhá, cắt chảo đi, cắt thì củ nha. Củ dài dài nhỉ nhỉ á. Dạ, cắm chặt thì đâu bự quá bự. Đây là xào ngon không? Mình cho nó căng lên nha. Mình sẽ để một miếng canh bột nghệ nè. Một miếng canh muối nè. Đây, một lưng lưng muỗng canh bột ngọt. Tùy theo các bạn để nha. Ok. Mình sẽ để một muỗng canh. Ui. 3 muỗng canh tương ớt nha, 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng. Thay vì mình để ớt này mình để tương ớt nha cả nhà. Cái này nó màu sắc đẹp hơn, nó không cần để màu gì hết á. Mà tuy nhiên tương ớt với lại nhân nhẹ đó. Ok, rồi mình sẽ để mắt lại nha. Mình đã để nước lạnh vô khoảng như nước dừa, mình cũng dùng nước dừa. Chén nước dừa, ok. Các bạn sẽ để cho nó sôi khoảng 15 phút. Đây để đường phèn vô nha, để 3 muỗng canh đường phèn vô cả nhà. Khi nó sôi khoảng 12 phút. Ok. Rồi cho nó sôi thêm nữa, không bị nắp cũng được. Hôm nay mùng 5 tháng 5 mình sẽ làm vài món để cúng ông bà nha cả nhà ơi. Mùng 5 tháng 5 nha. Đây gà xào sợi ớt nè. Thịt sườn non nấu với lại khoai môn nè cả nhà ơi. Bò kho rất là tuyệt vời. Bò kho này bò kho gân nha. Giò với lại đuôi nha. Bổ qua hầm nè cả nhà ơi. Một con vịt quay nữa nè cả nhà ơi. Đây hai con gà nấu cháo nữa nè cả nhà ơi. Nay gà nó sôi nè. Nay giờ để khoảng 15-20 phút nữa đó. Tổng cộng 30 phút luôn nè. Gà này gà dai cũng ngon lắm. Đó, ngon cả nhà ơi. Hello cả nhà, cái này nè. Nãy giờ là cùng khoảng 20 phút nữa rồi. Nên mình sẽ để xả vô hết luôn nha. Đây. Mình sẽ để xả vô hết luôn. Đây, để xả vô hết luôn nha. Đây. Các mình sẽ xào lên. Chút xíu mình sẽ cua hành vô. Để cua hành vô là xong. Đúng cái nè. Xả mình để vô nè. Nó vừa thơm, nó vừa giòn, tại vì xả non á. Chứ cho mình vào, mình chưa lấy xả. À, họ xay vô, lấy xả non cho mình nhé. Cái này thấy ngon không? Tuyệt vời. Màu sắc tuyệt vời nha cả nhà. Ngon không? Rồi mình sẽ làm tay vô luôn nha. Xào lên cái là xong mùng 5 tháng 5. Ngon tuyệt vời em cả nhà. Còn lao lên khoảng 1 phút rồi tay tắt lửa là ok rồi. Rồi chúc quý vị vui vẻ và hạnh phúc mùng 5 tháng 5 nha cả nhà ơi. Đây thử cái món này đặt. Đó. Đó nè. Bò kho nè. Hôm qua mới múc cái rồi. Thịt kho trứng nè. Vịt quay nè. Mà vú đang bưng lên. Đây quay cái này đó. Đây bên lầu cúng nè cả nhà. Còn ở đây là dưới nè. Mâm dưới nhà, mâm ở dưới. Mùng 5 tháng 5 tốt đẹp cả nhà ơi. Vui vẻ và hạnh phúc nha. Lớp vui cả nhà, nhớ đăng ký kênh cho Khánh Bình nha. Cái kênh này kênh của mình lãnh được 8 triệu ra làm từ thiện luôn. Và mình mới bật kiếm tiền nè, vui lắm cả nhà. Xin chào tất cả quý vị.
Mùng 5 tháng 5, cả nhà ơi, mùng 5 tháng 5 hôm nay các bạn làm gì ạ? À? Mình làm những món này nè cả nhà ơi, mình sẽ cúng ông bà nha. Đây, mình sẽ cúng ông bà. Con vịt hai con. Gà xào sả ớt, thịt kho trứng, bò kho. Hủ qua hầm mình múc ra rồi. Cái này thịt thịt hầm với lại khoai môn, nấm đông cô. Đó, những món mình cúng ông bà nha cả nhà. Giờ biết cái mình nha.